Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Quỳnh đang có mặt tại nhà chị Loan. Và bây giờ là 7 giờ tối nha cô chú anh chị. Dạ thì tối ngày hôm nay cũng có anh trai gáp cũng vừa đến nhận hàng đi giao cho khách nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên trong là có anh Thành Mỹ nha cô chú anh chị. Thì anh Thành Mỹ cũng đang xếp những cái món hàng lại cho nó gọn á cô chú. Dạ thì nói chung là Quỳnh ngày nào cũng ở nhà chị Loan á nha cô chú. Thì ban ngày lẫn ban đêm để quay cập nhật về công việc của chị Loan bán hàng á cô chú. Thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị yêu thương chị Loan cũng cho Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quỳnh được phát triển á cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía trước là cũng có chị người làm của chị Loan. Thì bây giờ cũng tối rồi cô chú, chị cũng ra về. Vừa rồi thì cũng có chú của Beken cô chú anh chị. Thì cứ buổi chiều tối là anh sẽ đem những cái thùng giấy bỏ cô chú thì đem ra trước nhà để cho các cô chú anh chị nhặt về chai sẽ đến nhặt nha cô chú. Buổi chiều ngày hôm nay thì nhà chị Loan hoặc các cô chú căn giá anh chị cũng đến mua hàng rất là đông nha cô chú. Thì buổi sáng thì đến ít hơn buổi chiều. Dạ thì nói chung á, là Quỳnh có sao là Quỳnh chia sẻ dạy nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có anh về chai cũng đến nhặt những cái thùng giấy bỏ vừa rồi là chú của Beken đem ra cô chú. Có cũng có chú lợ không dạ cũng là thọ chú thì chú cũng lợ không dạ. Cái thùng giấy của lon bỏ nha thì chú cũng thường xuyên đến buổi tối anh cũng đến nhà chị Loan lượm những cái thùng giấy thì chú cũng biết rồi thì có chú của Beken cứ buổi tối sẽ đem những cái thùng giấy bỏ đem ra trước nhà để cho các cô chú anh chị về chai được lượm cô chú. Dạ. 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 Dạ
dạ. Căng ký nhưng mà chị Loan không dạ có, đúng rồi anh thì Loan không có chịu dạ. Chỉ cho thà chúng lo dạ. Nghèo dạ. Mà ta đây đó dạ. Nếu để không bán. Đúng rồi nếu mà giấy này mà đỡ căng ký bán thì cũng tiền nhiều lắm anh dạ. Dạ thì nói chung là Quynh cũng đứng xa quay nha cô chú anh chị, chứ không có đứng gần nha cô chú. Thì mình đứng xa mình zoom cái điện thoại lại cô chú anh chị. Nhiều khi các cô chú anh chị không biết thì cứ nói rằng là tụi em đứng gần quay. Dạ thì em cũng đứng xa để giữ cái khoảng cách cho các cô chú anh chị đến được thoải mái cô chú. Dạ bây giờ thì chú cũng xếp những cái thùng giấy cho nó gọn lại rồi chắc lên xe cô chú. Dạ tôi giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.